Mình sẽ làm món giò lây nhá, nhưng mình dùng thịt ba chỉ các bạn ạ. Đây, 1, 2, 3. À, cái phần này, thịt này nó nhiều quá mà nó sẽ khó cuốn này, nó sẽ cồ vào như này. Đây này, cái phần này này. Thì mình có thể cắt ra nhé, để cho nó bằng phẳng nhé. Giò lây hay là giò mỡ đấy, giò mỡ cuốn luôn thẳng này. Các bạn có thể mua miếng thịt lây như miếng thịt ba chỉ như này. Nghĩa là miếng thịt vừa có mỡ vừa có lạc ấy. Cắt bớt cái phần thịt này ra. Và bây giờ khi mà cắt bớt cái phần thịt ra như vậy á, thì miếng thịt nó đều rồi ấy. Nó không có cái phần dày phần mỏng nữa. Thì bây giờ mình sẽ khía vài cái đường xung quanh miếng thịt này. Vài cái đường xung quanh miếng thịt này nhé, để cho nó ngấm gia vị. Các bạn không khía cũng được, nhưng mà theo kinh nghiệm thì mình nên khía, để khi mà mình ướp với gia vị ấy, thì thịt của chúng ta nó sẽ ngấm hơn ấy. Cái món này rất là đơn giản, nhưng mà khi Tết đến chúng ta làm cái giò lây này ấy, sau chúng ta bó lại, chúng ta ăn Tết thì nó ngon hơn rất là nhiều. Còn những miếng thịt này mình cắt nó mỏng đi, để sau đó mình giải thêm vào như thế này để cho nó đều ra. Sau tí nữa mình có bó ấy, thì nó nhiều thịt hơn mà nó cũng đều miếng thịt thì nó cũng dễ bó ấy. Để như thế. Nhưng trước khi giải thì mình phải đi ướp gia vị đã nhé. Chỉ ướp cái mặt này thôi. Còn cái mặt bì này này mình đã làm sạch và mình ngâm với rượu rồi để cho nó sạch rồi, vì mình làm mình để lâu thì nó cũng không bị hỏng ấy. Ướp thì với 5 loại gia vị, muối trắng. Các bạn cho mình đây là 1 cân thịt, cân 3 thì mình cho khoảng 1,5 thìa cà phê muối trắng, 1 thìa cà phê bột ngọt. Một thìa cà phê hạt lêm. Các bạn theo khẩu vị của gia đình các bạn nhé. Thì các bạn cho hay nhé, để cho nó vừa miệng ấy. Hạt tiêu. Cho nhiều hạt tiêu một chút nhé. Tiêu xay nhé. Tiêu hạt cũng được. Tiêu xay thì nó cũng ngấm hơn. Và một chút nước mắm. Đây các bạn, khi mà giải đều gia vị rồi ấy, thì mình sẽ sát nó và ướp cho mình ít nhất là nửa tiếng nhé, để cho nó ngấm. Không cho hành lá, hành tím, không cho hành cho nên mình không lo là ướp nửa tiếng nó chua thịt ấy. Nên các bạn cứ ướp cho mình ngoài trời khoảng nửa tiếng, khoảng 2 thìa cà phê nước mắm nhé, cho nó thơm nhé. Làm giò thì phải có nước mắm ấy. Còn bạn nào không thích ăn nước mắm thì các bạn có thể bỏ, nhưng mà 5 nguyên liệu các quan trọng để làm cái món giò lây là mắm này, muối này, muối trắng nhá, hạt lêm này, mì chính này, hạt tiêu này. Đây là 5 nước mắm nữa đấy, là 5 loại gia vị quan trọng khi chúng ta làm món giò lây này. Kẽ thịt này. Các bạn nhé, các bạn cho vào các kẽ như này nhé. Và các bạn cứ để như vậy để cho nó ngấm. Nhìn miếng thịt rất là ngon.
để cho nó ngấm trong vòng nửa tiếng. Sau đó mình sẽ quặn lại và dùng lá chuối các bạn bó nhé, thì nó càng thơm nhé. Khi ướp xong đấy, mình vừa trần cái lá chuối với nước nóng cho nó mềm rồi. Bây giờ mình sẽ cho cái lá chuối này xuống dưới và mình bó. Trần với nước nóng cho nên đây là cái nước này nó đọng lại, nó là cái nước sôi nhé. Đây cũng no. Bó xong thì các bạn luộc hoặc là hấp đều được nhé. Nếu mà hấp thì các bạn có thể cho lửa to một chút không làm sao. Nhưng các bạn nếu mà luộc thì các bạn phải cho lửa thật nhỏ cho mình nhé. Này nó có sụn, có thể mình phải bỏ ra vì sụn thì không quấn được. Các bạn quấn thật chặt nhé. Đây, bó thật chặt vào như này. Sau đó lấy dây buộc. Khi quấn chặt rồi nhé, bây giờ mình lấy dây mình buộc. Các bạn cho cái dây vào các bạn buộc nhé. Mình phải quấn thật nhiều dây vào để thấy nó chặt như mình bó giò ấy. Hoặc là bó bánh chưng, bánh tét ấy. Gập lại nhé, giống như bó bánh tét ấy. Bó thật chặt cho mình nhé. Lá chuối này bó vào nó rất là thơm ạ. Còn nếu không có thì các bạn có thể dùng giấy bạc ấy, hoặc là giấy lến nhé, các bạn bó nhé. Phải bó thật chặt. Khi mình luộc này nó kết dính với nhau ấy, thì mình sẽ thái được thành khoanh giò ấy, giò mỡ hay là giò lây ấy. Ở Thái Bình gọi là giò lây. Nhìn cái miếng giò chúng ta sẽ rất là đẹp. Khi mà mình bó được như này ấy, khi món giò lây này ấy, ăn nó lạ miệng ấy mà nó lại ngon. Đối với những bạn mà không thích ăn nhiều thịt, nó lạ quá ấy, nó bị khô ấy, thì mình nên làm cái giò lây này. Khi mình làm xong mình sẽ khoe thành phẩm nhé. Bó thì rất là đơn giản. Nhà các bạn, nhà nào ở quê cũng có lá chuối ấy. Mình dùng lá chuối cho nó thơm thịt ấy. Các bạn cứ bó chặt cho mình nhé, rồi các bạn hấp thì sẽ rất là tốt. Còn nếu không thì các bạn cho luộc với lửa nhỏ để nó chín từ từ và thịt nó không bị nát mà nó vẫn thơm thịt đấy. Và nếu mà hấp hay luộc, hấp thì các bạn hấp khoảng 4 đến 5 tiếng. Còn nếu mà luộc thì các bạn luộc cho mình từ 3 đến 4 tiếng nhé. Bây quận đều chung quanh là được. Vì chưa mua được lá rang ấy, đây là lá mà mình gói bánh chưng ấy, mình xong thì mình lại gói lại ấy, cho nên lá không cái dây chưa mua được cái dây rang ấy, nên cái dây này mình gói bánh chưng xong mình gói lại ấy, cho nên cái dây nó hơi bỏng chút, nhưng mà dùng nhiều dây là tốt. Các bạn dặn thật chặt nhé, nếu mà cảm thấy dây nó vẫn chưa chắc thì mình lấy thêm ít dây thực phẩm ấy, dây chỉ ấy. Thực phẩm thì các bạn rằng thêm một lượt nữa để cho nó chắc hơn nhé. Đấy, như vậy mình có những cái giò rất là ngon. Mình thì mình hay luộc cho nên mình sẽ luộc ngập nước và mình cho lửa nhỏ. Khi sủi lên các bạn cho lửa thật nhỏ thì các bạn sẽ không lo là giò chúng ta nó bị nứt, bị vỡ và cũng không lo là thịt của chúng ta nó bị mềm quá mà nó không giữ được cái độ ngọt ấy. Chuẩn bị luôn một cái nồi nước như này, đun sôi khoảng 70 độ thì mình sẽ cho cái giò mỡ vào, hay giò lây vào mình luộc nhé. Nếu mà các bạn không quấn được giò chặt tay ấy, thì các bạn cứ quấn kín như này thôi, không cần phải chặt tay quá cũng được.
và khi mà mình luộc xong ấy thì mình có thể ép giò để cho giò của chúng ta nó rắn hơn và nó dính vào nhau hơn. Và cái giò này mình phải để thật nguội và sau đó các bạn để vào ngăn mát tủ lạnh khoảng nửa ngày, sau các bạn thái thì nó rất là rắn và miếng thịt nó rất là đẹp ấy. Các bạn nhìn thấy không, khoanh giò cái cây giò mình nó rất là ngon như này rồi. Bây giờ mình đợi mình luộc nhé. Nước nó sôi lên thì các bạn cho lửa thật nhỏ và các bạn đậy vung lại và luộc cho mình khoảng 3 tiếng nhé. Cái giò mộng lây này mình đã luộc được khoảng 2 tiếng rưỡi đến rồi ạ. Mình thấy nó tương đối được rồi ấy. Mình sẽ bỏ ra nhé, để nó cứng này. Các bạn thấy không, nó không hề bị nứt, không bị vỡ này, do mình luộc với lửa nhỏ ấy. Từ 2 tiếng rưỡi đến 3 tiếng là được ấy, luộc ấy. Nếu cái này to thì phải từ 2 tiếng trở ra, còn cái nhỏ thì mình có thể luộc ít thời gian hơn. Bây giờ các bạn treo lên cho nó chảy hết nước ra, rồi sau đó mình cất vào và nó nguội, sau đó mình mới cất vào ngăn mát mát tủ lạnh nhé. Khi mình luộc xong ấy và mình để nguội và cho ngăn mát tủ lạnh khoảng nửa tiếng ấy, nó cứng lại rồi. Bây giờ mình bỏ ra mình thái nhé. Bây giờ mình sẽ thái luôn nhé. Bây giờ mình sẽ thái luôn nhé. Vì có cái lá chuối rồi cho nên mình cũng không cần phải bóc dây ấy. Mình sẵn thái ra xong mình bỏ cái lá chuối ra là được ấy. Mình thái một quanh thử nhé. Các bạn dùng con dao sắc thái nhé, cho nó dễ thái. Đây là giò, gọi là giò mỡ hay là giò lây cũng đều được nhé. Nhìn các bạn thấy không, nó rất là ngon, lại còn giòn nữa. Ở đây mình để được cả cái sụn ấy, nhìn nó rất là giòn. Bây giờ mình sẽ thái miếng ra để ăn nhé. Các bạn thấy không, thái thành khoanh ấy, ép được chặt cho nên nhìn nó rất là hấp dẫn. Bây giờ thái khoanh ra để thưởng thức nhé. Bây giờ mình Tết ấy thì các bạn cứ làm những khoanh như thế này này, sau mỗi một lần một đĩa thì các bạn thái một khoanh như vậy, các bạn bày ra ấy, ăn vừa ngon lại vừa thơm ấy, mà chúng ta tự làm được ấy. Bây giờ mình thái khoanh nhé. Các bạn cắt như cắt khoanh giò nhé. Đây là cái khoanh đầu đấy, còn cái khoanh giữa nó còn ngon hơn các bạn ạ. Có cái sụn, có cái sụn nên hơi khó thái, nhưng ăn này nó rất là ngon ấy. Gọi là giò mỡ hay là giò lây đều được nhé. Nhìn cái cảm quan này rất là đẹp mắt ạ. Ăn lại giòn, ngon, mà lại đặc biệt là khi mà mình luộc lâu như này ấy, thì thịt nó mềm ấy, da thì lại giòn, ăn rất là thơm ấy. Thấy các bạn, các bạn có thể làm giống mình cái món giò lây hay là gọi là giò mỡ như này nhé. Nếu các bạn thích thì đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ những video hữu ích của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình nhé. Đây các bạn, nhìn này, khoanh giò rất là đẹp.